Chào các em, hôm nay thầy tiếp tục giảng bài 5 tốc độ và vận tốc. Bài 5 tốc độ và vận tốc trong chương trình vật lý lớp 10. Đây là hai hình ảnh thầy đưa vào. Một là hình ảnh các cái cầu thủ chuyển động. Pulisic là cầu thủ có khả năng di chuyển rất nhanh lên đến 33,8 km/h. Và đây trường hợp thứ hai là chuyển động của một cơn bão đổ bộ vào miền Trung Việt Nam. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km. Để hai hình ảnh này, một là cho biết tốc độ chạy của cầu thủ. Bên này lại còn cho biết tốc độ di chuyển, lại còn hướng của cơn bão nữa. Thế thì hai cái đại lượng này, một cái là tốc độ, bên này là tốc độ các em ạ. Tốc độ này. Để biết được nhanh chậm của cầu thủ này cũng rất quan trọng. Còn bên này là vận tốc em ạ, đây là vận tốc. Vận tốc. Vận tốc thì cho biết chuyển động nhanh chậm và còn ngoài ra còn biết cả hướng nữa. Đôi khi cái trường hợp thứ hai này là quan trọng hơn, bởi vì ta phải biết được hướng chuyển động của cái vật nữa. Tóm lại là trong bài hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu hai cái đại lượng, đó là tốc độ và vận tốc, được chưa? Nội dung bài học, một là tốc độ, hai là vận tốc. Các em quan sát hình này nhá. Một lớn là tốc độ trung bình. Câu hỏi 1. Dựa vào hai hình minh họa dưới, em cho thầy biết bạn nào chuyển động nhanh hơn vì sao? Được nhá. Hai bạn này, một bạn là đội mũ này, một bạn mặc quần đỏ này. Được chưa? Đây là đồng hồ chỉ thị thời gian này. Vậy bạn Bình cho thầy biết hai bạn này chuyển động thì bạn nào chuyển động nhanh hơn và vì sao? Căn cứ vào đâu để em khẳng định được? Em thưa thầy, em trả lời câu hỏi, bạn đội mũ đi nhanh hơn. Em căn cứ vào quãng đường hai bạn đi được trong cùng một khoảng thời gian, hoặc căn cứ vào thời gian hai bạn đi được trong cùng một quãng đường. Rồi, bạn trả lời đúng, rất đúng nhé. Ta thấy này, trong cái hình thứ nhất là thời gian chuyển động là 10 giây. 10 giây. Có thể là tỷ lệ nó không đúng, nhưng mà 10 giây thì cái bạn đội mũ này đi được một quãng đường là 1.200 m. Còn bạn quần đỏ này chỉ đi được quãng đường là 800 m. Vậy có nghĩa là trong cùng khoảng thời gian thì người bạn đội mũ này đi quãng đường lớn hơn. Vậy nói rằng là tốc độ của bạn đội mũ lớn hơn. Hoặc là cái cách thứ hai. Đầu tiên là xét trong cùng khoảng thời gian. Cách thứ hai là xét cùng một quãng đường em ạ. Quãng đường từ nhà đến trường 1.200 m. Thì bạn thứ nhất đi có 10 giây rồi. Bạn thứ hai đi tận 15 giây. Rõ ràng là bạn thứ nhất là chuyển động nhanh hơn. Nhắc lại nhá, cái hình minh họa này chỉ mang tính minh họa, vì cái tỷ lệ giây với quãng đường này nó có thể là nó trong thực tế nó không giống như này, đúng không? Quãng đường đi phải lớn hơn, nhưng mà thầy đưa vào cái tốc độ này để mà chúng ta nhìn cái nó trực quan, còn nó thực tế nó sẽ phải là thời gian nhiều hơn, được chưa? Đấy, tóm lại là so sánh chuyển động nhanh chậm của hai bạn này thì có hai cách. Một cách là xác định trong cùng một khoảng thời gian, cách thứ hai là xác định trong cùng một quãng đường. Đây. Người ta dùng hai cách sau đây để xác định độ nhanh hay chậm của chuyển động. Nhất là so sánh quãng đường đi được trong cùng một thời gian. Thứ hai là so sánh thời gian để đi cùng một quãng đường. Đấy, thế thì cái cách một đây, đây là cách một này, đây là cách hai này. Và cả hai cách thì bạn đội mũ nhanh hơn bạn mặc quần đỏ, đúng không? Phiếu học tập số 1. Một vận động viên người Nam Phi đã lập kỷ lục thế giới về chạy cự ly 100 m, 200 m và 400 m. Hãy dùng hai cách trên để xác định vận động viên này chạy nhanh nhất ở cự ly nào. Đây là cái chạy cự ly các 100, 200, 400. Dùng hai cách trên là cách 1, cách 2 nãy đấy.
Cách 1 là so sánh trong cùng một khoảng thời gian. Cách 2 là so sánh trong cùng một quãng đường. Vậy để xem là vận động viên Lam Phi thì chạy nhanh nhất ở cự ly nào. Các em suy nghĩ đi. Bạn bạn Trang trả lời cho thầy xem là vận động viên Nam Phi chuyển động nhanh nhất ở cự ly nào. Em thưa thầy, em trả lời câu hỏi, vận động viên người Nam Phi chạy nhanh nhất ở cự ly 200m ạ. Rồi, bạn trả lời đúng rồi. Đây. Ta tính được. Đây là cách 1 các em ạ. Cách 1 nhé. Cách 1 là xét trong cùng một khoảng thời gian. Thì trong một giây thì tính ra. Thế thì cái quãng đường mà vận động viên này đi là cái cự ly 200m là lớn nhất em ạ, trong một giây. Được chưa? Thế còn cách 2 là xét cùng một quãng đường 100m. Thì thời gian nào ngắn nhất thì lúc đó là tốc độ trên khoảng thời gian đấy là ngắn nhất. Vậy cự ly 200m thì thời gian chỉ có là 9,79, còn cái này là 9, cái này là 9,98, cái này là 9,97, cái này là 10,86. Vậy rõ ràng là cả hai cách thì đều là có cự ly 200m là nhanh nhất. Đúng chưa? Bạn trả lời đúng không? Thế nhắc lại nhé. Để xác định chuyển động nhanh hay chậm của một vật thì có hai cách. Cách 1 là xét chuyển động đấy trong cùng một khoảng thời gian. Quãng đường đi càng lớn thì có nghĩa là tốc độ càng lớn. Hay là cách thứ hai là xét trong cùng một quãng đường. Thời gian đi mà càng ngắn thì tốc độ của người đó càng lớn. Được chưa? Đây là hai cách. Hai cách để so sánh chuyển động nhanh chậm này. Được chưa? Người ta thường dùng quãng đường đi được trong cùng một đơn vị thời gian để xác định độ nhanh chậm của chuyển động. Đại lượng này gọi là tốc độ trung bình. Tốc độ trung bình. Gọi tắt là tốc độ trung bình. Đây. Tốc độ trung bình bằng quãng đường đi được chia thời gian. Thế thì tốc độ trung bình thì luôn dương em nhé. Vì quãng đường không thể âm được. Thời gian không âm. Vậy tốc độ trung bình luôn dương. Ký hiệu là V. V bằng S trên T. Hoặc là người ta còn ký hiệu khác nữa. Đó là V. V có thể bằng là delta S chia delta T. Quãng đường có thể là delta S thành delta T. Lưu ý, nếu gọi quãng đường đi được là tại thời điểm T1 là S1, thời điểm T2 là S2, thì khoảng thời gian từ T1 đến T2 cũng như là delta T bằng T2 trừ T1. Quãng đường đi được trong thời gian đó là delta T bằng delta S bằng S2 trừ T1. Và tốc độ trung bình được xác định là V bằng delta S trên T. Nhá. Vậy xét trong một khoảng thời gian. Đây, thầy kể cho chúng ta xem này. Giả sử bắt đầu đi từ O này. Đến thời điểm T1 này. Thì đi được quãng đường là S1 này. Đến thời điểm T2 này. Thì đi được quãng đường S2 này. Vậy cái quãng đường đi từ T1 đến T2 là đây. Delta S này. Thời gian delta T bằng T2 trừ T1. Delta S bằng S2 trừ S1. Thì tốc độ trung bình được xác định theo phương thức này các em nhá. Được chưa? Bằng delta S trên delta T. Đấy. Lưu ý, đây là lưu ý. Câu hỏi 2. Hãy tính tốc độ trung bình ra đơn vị mét trên giây và km/h của nữ vận động viên tại một giải thi đấu dựa vào bảng 5.2. Đây. Đây là vận động viên Việt Nam, đúng rồi. SEA Games mà. Các em dựa vào bảng này tính nhé. Các em tính đi, xong nó thầy hướng dẫn. Rồi, đây. Câu 1 này. Tại sao tốc độ này được gọi là tốc độ trung bình? Tốc độ này được gọi là tốc độ trung bình vì nó chưa cho biết quãng đường đi được và thời gian
và được trong một thời gian xác định. Câu 2. Hãy tính tốc độ trung bình ra mét trên giây và km giờ của nữ vận động viên trong giải đấu SEA Games. Tính đây. Ở năm 2016, quãng đường trên thời gian tính ra mét trên giây, đổi ra km giờ. Năm 2017, tương tự S trên T, mét trên giây và km giờ. Cách đổi này thì các em đã biết rồi đúng không? Ở cấp cơ sở đã làm mãi rồi. Và năm 2019 thì đây. À, nhìn vào đây ta thấy có nhận xét gì? Tốc độ ngày càng cải thiện đúng không? Đấy, càng ngày càng nhanh hơn. Tốc độ ngày càng nhanh hơn. Đây là gì? À, đây là chiếc xe đua Bugatti đang tăng và giảm tốc. Trông rất đẹp đúng không? Cái gì đây? Đây là cái kim em ạ. Đây là kim. Kim chỉ thị tốc độ. Để cho chạy nhá. À, đây, đây thầy cho dừng lại. Đây. Trên cái xe, ví dụ xe ô tô hoặc xe máy nhà chúng ta hoặc là cái xe máy điện là có kim chỉ thị. Kim này chỉ thị cái gì đây? À, khi nó đi càng nhanh thì cái kim này chỉ càng số càng lớn. Đây là kim chỉ thị cái tốc độ tại thời điểm ta nhìn vào cái ví dụ nhé. Ví dụ là thầy đang dừng lại ở cái thời điểm mà kim đang đứng ở đây. Kim đang đứng đây cũng nghĩa là thời điểm nhìn vào ấy, lúc này là kim chỉ thị là lớn hơn 150. Thấy chưa? Cho tiếp này. Thì lúc này cũng nghĩa là tốc độ của cái xe này này, cái thời điểm nhìn ấy là nó có giá trị này. Thì tốc độ mà ở xét trong một thời điểm thì gọi là tốc độ tức thời. Tức thời với em nhé. Đây. Trên xe máy hoặc ô tô hay có đồng hồ tốc độ gọi là tốc kế đặt trước mặt người lái chỉ tốc độ xe mà đang chạy vào thời điểm người lái đọc chỉ số. Tốc độ này gọi là tốc độ tức thời. Tức thời nghĩa là tại cái thời điểm nhìn ấy. Được chưa? Thế còn nếu như mà cái xe đấy chuyển động đều thì cái giá trị này nó không đổi em ạ. Nhưng đây là cái xe này lúc tăng tăng và giảm tốc thì cái kim này cứ thay đổi giá trị liên tục. Đây, các bạn xem nhé. Tiếp rồi. Đấy. Ta nhìn nhá, nhìn kim đấy, kim tăng dần, đang tăng tốc. Đến lúc này lại giảm tốc này, đang giảm dần 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 đấy. Vậy tại mỗi thời điểm nhìn vào. Đây, mỗi thời điểm nhìn vào. Nhìn này. Đấy, thầy cho dừng lại đây. Thì thời điểm mà thầy cho dừng và thời điểm nhìn vào đây này thì tốc độ của cái xe này là có giá trị này. Thế thì cái tốc độ mà ở mỗi thời điểm ấy nó chỉ thị bằng cái kim ấy, trên tốc kế ấy, thì gọi là tốc độ tức thời. Tốc độ tức thời. Cách tính như nào các em? Đây. Đây ví dụ như thời điểm mà xe đang đi chụp lại cái ảnh thì cái thời điểm chụp ấy chính là cái tốc độ tức thời của cái ô tô này là 100 km/h. Đây nhìn này. Vậy cái giá trị này được tính thế nào? 100 km/h tính nào? Đây là câu hỏi 3 đã, sau đó ra đưa ra biểu thức tính. Bố bạn A đưa A đi học bằng xe máy vào lúc 7 giờ. Sau 5 phút, xe đạt tốc độ là 30 km/h. Sau 10 phút nữa, xe tăng tốc lên thêm 15 km/h. Đến gần trường, xe giảm dần tốc độ và dừng trước cổng trường lúc 7 giờ 30 phút. Tính tốc độ trung bình của xe máy chở A khi đi từ nhà đến trường. Biết quãng đường từ nhà đến trường là 15 km. Tính tốc độ của xe vào lúc 7 giờ 15 phút và 7 giờ 30 phút. Tốc độ này là tốc độ gì? Này. Đầu tiên tính thời gian đi này. Tốc độ trung bình của xe máy chở A đi từ nhà đến trường. Vậy tổng quãng đường chia thời gian đi. Tốc độ ở lúc 7 giờ 15 phút là thời điểm đó cộng lại đây. Xe dừng lại trước cổng trường lúc 7 giờ 20 phút. Vậy tốc độ của lúc 7 giờ 20 phút là bằng 0. Đúng không? Thì tốc độ này là tốc độ tức thời nhá. Tại cái thời điểm này 7 giờ 30 phút là cái thời điểm đấy là tốc độ bằng 0. Vậy đây là tốc độ tức thời. Còn cái tốc độ vào lúc 7 giờ 5 phút lúc này là 45 km. Vậy đây cũng là tốc độ tức thời. Thế còn cái tốc độ trên này này bằng quãng đường trên thời gian thì là tốc độ trung bình các em ạ. Đây là trung bình. Còn
tốc độ mà nhìn vào cái thời điểm ấy, thời điểm này thì đấy là tốc độ tức thời. Tức thời ở lúc 7 giờ 15 phút là 45 km/h. Tốc độ ở lúc 7 giờ 15 phút là 0 km/h. Lúc này xe đang dừng lại rồi, tốc độ không. Thế vậy tính tốc độ tức thời tính cách nào? Nào thế bây giờ thầy quay lại cái chỗ mà câu hỏi đặt ra là tốc độ tức thời tính như nào. Đây, đây là trên cái đồng hồ nó chỉ này. Vậy tốc độ tức thời tính nào em? À, người ta thấy sao? Ta có này, tốc độ thì bằng quãng đường chia thời gian, tốc độ trung bình ấy. Thế còn tốc độ tức thời thì được xác định như sau, bằng delta S chia delta T. Nhưng mà delta T này là rất nhỏ, rất nhỏ các em nhé. Ví dụ như thầy xét là cái delta T này cỡ bằng 1/100 giây đi, 1/10 giây đi. Thế thì lúc đấy cái tốc độ trung bình trong khoảng thời gian rất ngắn đấy, nó thay đổi không nhiều các em ạ. Nếu như thầy xét delta T là rất nhỏ ví dụ như này, giả sử cái delta T này cỡ bằng 1/100 giây đi, delta T bằng 1/100 giây, quá nhỏ đúng không? Quá nhỏ thì mặc dù cái xe này thay đổi tốc độ liên tục, nhưng mà vì trong khoảng gian quá nhỏ như này thì cái sự thay đổi là không đáng kể, coi như chuyển động đều các em ạ, đều. Thế thì với quãng đường này, với khoảng thời gian nhỏ như này thì quãng đường tương ứng cũng nhỏ thôi. Thế thì cái vận tốc tức thời sẽ được xác định như này, là V bằng delta S trên delta T, với delta T là rất nhỏ, delta T rất nhỏ, được chưa? Vậy thầy nhắc lại, tốc độ tức thời là tốc độ tại một thời điểm mà ta quan sát vào cái tốc kế, ta nhìn vào đấy thì kim nó chỉ thị bao nhiêu thì đấy chính là tốc độ tại thời điểm nhìn. Tốc độ này tính nào? Và bản chất nó là tốc độ trung bình đấy, nhưng mà vì xét khoảng thời gian quá nhỏ, rất nhỏ, rất nhỏ, coi như cái thời điểm thôi. Thế thì mặc dù xe có thể thay đổi tốc độ, nhưng mà vì khoảng thời gian quá nhỏ, coi như là nó chuyển động đều trong khoảng thời gian đấy. Vậy thế thì tốc độ trung bình trong khoảng thời gian nhỏ đấy chính là tốc độ tức thời, chính là tốc độ tức thời, được chưa? Cách tính như này, bằng delta S thì delta T, với delta T. Tuy nhiên cái vừa rồi ta xét là cái tốc độ trung bình và tốc độ tức thời thì ta biết được là nhanh chậm của chuyển động. Đây cái bạn đội mũ này đi rất nhanh, nhưng mà đôi khi là cái đại lượng đấy vẫn chưa đầy đủ mô tả chuyển động, đầy đủ phải biết cả hướng nữa. Như vậy biết hướng nữa thì làm nào? Đây ta nhìn nhá, bạn này đi với quãng đường là màu xanh này. Đây này, bạn này đã gặp ở trong cái bài trước rồi đúng không? Quãng đường tổng cộng bạn đi là 2.800 m này, nhưng mà độ dịch chuyển của bạn này chỉ có 1.200 m thôi. Thế thì cái tốc độ trung bình, đây là tốc độ trung bình của bạn này, tốc độ trung bình đây của bạn này là 9.33. Thế còn cái độ dịch chuyển của bạn này là 1.200 m, thì cái vận tốc mà cái đại lượng mà bằng độ dịch chuyển này chia thời gian thì đây gọi là vận tốc trung bình. Đấy, bài này là tốc độ và vận tốc mà, đây là tốc độ trung bình, đây là vận tốc trung bình. Đôi khi cái vận tốc trung bình này lại quan trọng các em ạ. Đây, ví dụ như là cái cơn bão này, cơn bão này chỉ biết chuyển động nhanh chậm nhưng không biết nó bay, nó hướng nó đi vào chỗ nào thì cũng không được. Nhưng mà cơn bão chuyển động rất nhanh nhưng mà chả biết nó đi vào đâu, không có ý nghĩa đúng không? Tuy nhiên nó chỉ có một thông tin là cơn bão này đi nhanh. Thế còn để đầy đủ thì phải biết hướng của nó. Ví dụ đây hình ảnh này là hướng vào miền Trung, thì cái chỗ khu vực miền Trung phải chuẩn bị để đề phòng bão đúng không? Thế thì có nghĩa là phải biết được nhanh hay chậm và biết được hướng của cái chuyển động nữa, thì cái đại lượng mà
tốc độ trung bình không giải quyết được nữa, mà bây giờ phải chuyển sang đại lượng mới. Đại lượng này gọi là vận tốc trung bình. Tốc trung bình, các em nhé. Thầy nhắc lại, cái tốc độ trung bình chỉ cho biết được cái chuyển động của vật là nhanh hay chậm. Nhanh hay chậm. À, nhưng mà đôi khi trong thực tế thì phải cần biết được xem là hướng chuyển động như nào nữa. Thế thì cái đại lượng tốc độ trung bình không đáp ứng được, mà phải thay thế bằng một cái đại lượng mới. Đại lượng mà vừa biết chuyển động nhanh hay chậm mà lại biết cả hướng, thì đại lượng đấy gọi là vận tốc trung bình. Cách tính là lấy độ dịch chuyển chia thời gian dịch chuyển. Ví dụ bạn này đi từ nhà đến trường, đích là từ nhà đến trường, trong quá trình đi bạn lại vòng đi vòng lại, nhưng mà hướng là từ nhà đến trường, thì bạn ấy đi với vận tốc trung bình là 4 m/s, thế còn tốc độ của bạn là 9,33 m/s. Thế còn nếu như hai cái giá trị này, vận tốc trung bình này và tốc độ trung bình này, bằng nhau khi nào? Bài trước thầy biết rồi, bằng nhau khi S bằng D. S bằng D là bằng nhau. Thì lúc này là bạn này phải là đi một chiều và đi theo chiều dương. Trong một quá trình đi thì không được đổi chiều, thì hai cái đại lượng này là bằng nhau nhé. Đây, vận tốc trung bình. Biết tốc độ và thời gian chuyển động nhưng chưa biết hướng chuyển động thì chưa thể xác định được vị trí của vật. Biết tốc độ, thời gian chuyển động và hướng chuyển động thì ta có thể xác định được vị trí của vật. Đây, vị trí cơn bão là vào đâu? Vì biết hướng mà, biết tốc độ mà, hướng và tốc độ gộp lại thì đấy là vận tốc. Đây, thì cái này nó rất quan trọng đúng không? Trong thực tế là cái đại lượng vận tốc trung bình là rất quan trọng để biết xem là vật sẽ đi đến đâu. Cụ thể là ở cái bài câu hỏi 4 này, một người đi xe máy từ ngã tư với tốc độ trung bình là 30 km/h theo hướng bắc. Đây có nhìn thấy bạn này không? Bạn này là đang đi xe máy điện đấy, đi hướng bắc. Sau 3 phút người đó đến vị trí nào trên hình? Nếu như bỏ theo hướng bắc đi, theo hướng bắc, có nghĩa là không biết là đi theo hướng nào, thì lúc này cái người đấy đi nhanh hay chậm thì ta chỉ biết được là tốc độ trung bình. Nhưng mà khi biết cả hướng chuyển động của người này nữa thì lúc này là vận tốc trung bình nhá. Thì vận tốc trung bình sẽ biết được. Nếu như chưa biết hướng thì không biết người này đi đến A hay B hay là H hay là điểm nào. Nhưng mà biết được hướng thì sẽ biết được bạn ấy đi đến đâu. Được chưa? Đây. Ta nhìn bạn đang đi theo hướng bắc mà. Đây, hướng trên này hướng bắc. Thế thì sau thời gian thì bạn ấy đến điểm nào đây? Đây. Đổi phút ra giờ, quãng đường đi được là 1,5 km. Vậy sau 3 phút người đó đến điểm E. Rõ ràng là phải biết được hướng ban đầu là đi hướng bắc. Đúng không? Thì mới biết đến E. Chứ không nói là đi theo hướng bắc thì không biết được là đến đâu đâu. Đúng không? Tóm lại là phải biết cả hướng, biết được sự nhanh chậm và hướng thì đó là vận tốc trung bình. Vậy vận tốc trung bình thì tính nào? Đây, tính hình thức này. Vận tốc trung bình bằng độ dịch chuyển chia thời gian. Đúng chưa? Vận tốc trung bình, người ta dùng thương số của độ dịch chuyển và thời gian dịch chuyển để xác định độ nhanh chậm của chuyển động theo một hướng xác định. Đại lượng này được gọi là vận tốc trung bình, ký hiệu là V. V bằng D trên T. Hoặc là có thể viết V bằng delta D trên delta T. Và đây là đại lượng vector, vì độ dịch chuyển là đại lượng vector. Vậy vận tốc trung bình sẽ là đại lượng vector. Đây. Nó là đại lượng vector thì điểm đặt phương chiều độ lớn nó như nào? Thì vector vận tốc trung bình này có 4 đặc điểm. Điểm đặt phương chiều độ lớn. Điểm đặt phương chiều độ lớn. Điểm đặt là gốc đấy.
Đây, tốt. Được chưa? Gốc thì làm trên vật chuyển động. Hướng là hướng của độ di chuyển. Hướng, cái phương chiều thì gộp lại nó là hướng em nhé. Hướng. Phương chiều gộp lại thì nó là hướng. Còn độ dài chính là độ lớn ấy, tỷ lệ với độ lớn của vận tốc theo một tỷ lệ thích nào đấy. Thấy chưa? À, thế thì một đại lượng vector thì gồm có bốn đặc điểm hoặc là ba. Ba thì ta phải gộp phương chiều lại thì nó chính là hướng, điểm đặt, hướng và độ lớn. Vậy vector vận tốc trung bình cũng phải xác định được bốn đặc điểm này. Thấy chưa? Gốc làm trên vật chuyển động, hướng là hướng chuyển động, là hướng của độ di chuyển, độ dài tỷ lệ với độ lớn của vận tốc. Câu hỏi 7. Bạn A đi học từ nhà đến trường theo lộ trình ABC. ABC đi gấp khúc, đúng không? Từ nhà đến trường, trường đây, nhà đây. Trong đoạn đường AB là 400m hết 6 phút, đoạn đường BC là 300m hết 4 phút. Xác định tốc độ trung bình, tốc độ trung bình và vận tốc trung bình, vận tốc trung bình của bạn A từ nhà đến trường. Các em làm đi, làm đi xong thầy hướng dẫn. Đây, bạn đi từ nhà đến trường theo đường này, vậy là làm nhá. Đây, nhìn bạn đi, quãng đường là màu xanh, còn độ di chuyển của bạn là màu đỏ. Quãng đường màu xanh, độ di chuyển màu đỏ. Thế thì ta biết là tốc độ cho mình thì bằng quãng đường chia thời gian, còn vận tốc trung bình bằng độ di chuyển chia thời gian. Đấy, ta dựa vào đây để tính thôi. Hai cái này ta biết lúc nãy rồi. Đây. Vậy trước hết là tính độ dài quãng đường từ nhà đến trường. Từ nhà đến trường là S bằng AB cộng BC 700m. Thời gian đi từ nhà đến trường là 6 cộng 4 là 10 phút. Vậy tốc độ trung bình của bạn A từ nhà đến trường là V bằng S trên T 700 trên 10. 1,167 m/s. Còn độ di chuyển của bạn á, bạn A là độ di chuyển, đây là cạnh huyền của tam giác vuông ABC các em ạ. Vậy cạnh huyền bằng tổng bình phương cạnh góc vuông 500m. Vậy vận tốc trung bình của bạn A từ nhà đến trường là V bằng độ di chuyển như T bằng 0,83 m/s. À, qua câu hỏi này các em phân biệt rõ ràng là vận tốc trung bình và tốc độ trung bình. Tốc độ trung bình thì bằng quãng đường đi được chia thời gian đi. Còn vận tốc trung bình thì bằng độ di chuyển chia cho thời gian di chuyển. Được chưa? Đấy, bạn A đi với tốc độ trung bình là 1,7167 m/s, còn với vận tốc trung bình là 0,83 m/s. Vận tốc tức thời. Lúc nãy ta xét tốc độ tức thời rồi, đúng không? Bây giờ vận tốc tức thời. Vận tốc tức thời là vận tốc tại một thời điểm xác định. Vậy làm nào? À, tương tự như cái tốc độ tức thời. Vận tốc tức thời thì là có nghĩa là vận tốc tại một thời điểm. Và vận tốc thì bằng độ di chuyển chia thời gian. Vậy vận tốc tức thời sẽ bằng là độ di chuyển chia cho một khoảng thời gian rất nhỏ. Đây, VT bằng delta D chia delta T với delta T rất nhỏ. Được chưa? Thấy nhắc lại nhé. Vận tốc trung bình là V đấy bằng D chia delta T chia T. Nhưng mà khi mà xét một cái khoảng thời gian rất nhỏ, delta T rất nhỏ, thì lúc này cái V này bằng này nhỏ, nên độ di chuyển của nó rất nhỏ chia delta T
Thì lúc này đây gọi là vận tốc tức thời các em ạ. Vận tốc tức thời. Vận tốc tức thời. Thì lúc này gọi là vận tốc tức thời. Được chưa? Thế còn nếu mà xét trong khoảng gian lớn thì không gọi là tức thời được, mà gọi là vận tốc trung bình. Tức thời là tại thời điểm nhìn ấy, thời điểm quan sát. Nhưng mà vì khoảng này rất nhỏ, 1/1000 giây đi chẳng hạn, thì rõ ràng là nhìn vào cái thì biết ngay là cái vận tốc tại thời điểm đấy thì gọi là vận tốc tức thời. Cũng có đặc điểm là điểm đặt tại nhân vật, phương chiều là hướng đấy, là hướng chuyển động của vật, và độ lớn thì là một tỷ lệ xích. Được chưa? Đây, nhìn vào đây ta biết thước tính này. Bây giờ sang phần 2. Phần 3, tổng hợp vận tốc. Tổng hợp hai vận tốc cùng phương. Vận tốc thì chúng ta biết rồi nhé, vận tốc thì bằng vận tốc trung bình ấy bằng d chia t. D trên t. Thế bây giờ một vật mà nó chuyển động, tham gia nhiều chuyển động, thì vận tốc của vật đó xác định như nào? Cụ thể là cái bài 1 này. Một đoàn tàu chạy thẳng với vận tốc trung bình là 36 km/h so với mặt đường. Một hành khách đi về phía đầu tàu với vận tốc là 1 m/s so với mặt sàn tàu. Hành khách này tham gia mấy chuyển động và làm cách nào để xác định được vận tốc của hành khách này đối với mặt đường? Các em suy nghĩ đi để thầy hỏi. Đây thầy cho này. Đây là tàu của em nhé. Hai bạn này, hai người này. Một bạn nữ ngồi trên ghế này, bạn nam đang tiến lại gần này. Nhìn nhá. Đấy, bạn nam tiến lại gần bạn nữ. Thầy chỉ xét cái đoạn mà bạn nam đến thôi, đến thì dừng lại. Tóm lại là chỉ khảo sát cái trường hợp của bạn nam di chuyển. Xem lại nhá. Rồi nhìn lại này. Rồi dừng lại nhá. Đây. Đoàn tàu chạy này, bạn nam này đứng này đang đi này, bạn nữ đang ngồi này. Vậy tàu lại đang đi so mặt đường ray, bạn nam lại đi trên tàu. Vậy câu hỏi là hành khách này cũng như bạn nam này tham gia mấy chuyển động và làm thế nào để xác định được vận tốc của hành khách này, của bạn nam này đối với mặt đường hay đối với đường ray hay đối với cái tòa nhà bên cạnh này. Đấy. Mà vận tốc thì ta biết rằng tính như này. Vậy làm nào để mà tính được? Các em suy nghĩ nhá. Đây, nhìn vào. Được chưa? Nào suy nghĩ để trả lời câu hỏi cho thầy. Bây giờ một bạn trả lời cho thầy biết là hành khách này tham gia mấy chuyển động. Bạn Trang nào? Bạn Trang trả lời. Em thưa thầy, em trả lời câu hỏi. Hành khách này tham gia hai chuyển động so với tàu và chuyển động so với mặt đường. Đúng rồi, bạn trả lời đúng rồi đây. Hành khách này tham gia hai chuyển động đối với tàu, là đi trên tàu mà, đang đi trên tàu đây, xem lại này. Rõ ràng là trong cái toa này, hành khách này đi từ cái chỗ ghế ngồi của bạn ấy lên đến chỗ bạn nữ này. Đi quãng đường đi được này, trên tàu là đoạn này. Quãng đường bạn nam đi trên tàu là đoạn này các em ạ. Nhưng mà tàu lại chuyển động từ đây đến đây. Đây. Có nghĩa là cái hành khách này tham gia hai chuyển động, một chuyển động so với tàu và chuyển động do tàu kéo đi. Bạn này đi trên tàu, đứng trên tàu, cả tàu kéo đi. Vậy bạn trả lời đúng rồi. Hành khách này tham gia hai chuyển động. Đó là chuyển động của hành khách so với mặt đường và chuyển động tổng hợp này là chuyển động của hành khách so với lại tàu, của tàu so với đường. Vậy chuyển động của hành khách so với mặt đường là tổng hợp hai chuyển động trên. Bây giờ làm thế nào để xác định, câu hỏi thứ hai, làm thế nào để xác định được vận tốc của hành khách đối với mặt đường? Suy nghĩ đi. Làm thế nào để xác định được vận tốc nhá, chứ không phải tốc độ, của hành khách này hay của bạn Lam này
so với mặt đường. Ta biết được là vận tốc thì nó là vectơ bằng vectơ độ dịch chuyển chia cho t, hiểu chưa? Bây giờ quy ước như sau này: đối tượng khảo sát là 1, hệ quy chiếu chuyển động là 2 và hệ quy chiếu đương nhiên là 3. Ở đây, đây thầy cho lại này. Vậy hành khách xe đấy, hành khách là 1, hệ quy chiếu chuyển động là cái tàu này, tàu là 2. Hệ quy chiếu là dùng để xác định chuyển động của vật, nhưng mà vì người này đi trên tàu mà so chuyển động của người so với tàu, vậy tàu là hệ quy chiếu chuyển động của em. Thế còn hệ quy chiếu đương nhiên cũng nghĩa là so người này so với mặt đường, so với cái tòa nhà này. Đây thì đây là 3, đây là hệ quy chiếu đương nhiên là 3, đây là đường tàu hay là tòa nhà là 3. Nào thì bây giờ ta nhìn nhá, ta nhìn thấy nó đặc biệt thế nào đây. Rõ ràng cái D này là D người bắt đầu đi từ đây các em này, từ cái chỗ tòa nhà này này, kết thúc thì nó đến đây này. Vậy đây này, D một ba, một là người mà hành khách mà, ba là ở cái điểm mốc này tòa nhà này. Vậy một với ba đây là D một ba. Thế còn cái tàu này, tàu đi chuyển động từ đây này, tàu đến đây. Vậy đây là D, đây này là D, tàu là 2 đúng không? Đây là D2. So với cái tòa nhà đương nhiên thì đây là 23. Đây là D23 các em. Đây là D13, D23. Thế còn cái người này, hành khách này đi từ cuối toa đến đầu toa thì đây là D. Hành khách là 1, tàu là 2, vậy đây 1 2. Vậy ta nhìn được xem là cái này có đặc điểm gì đây. Đây. D13 là đây, D12 là đây, D23 là đây, vector D13 này, được chưa? D này là D23 này, đây là D này là D12 này. Vậy ta có là D13 bằng D12 cộng D23. Đúng không? Các vector này cùng phương cùng chiều các em ạ. D12 cùng phương cùng chiều với D23. Vậy suy ra D13. D13 sẽ bằng D12 cộng D23. Nếu như mà thầy chia cái phương trình sao này, từ sao này, từ sao này và chia cho cái vế cho thời gian, D13 bằng D12 cộng D23 tương đương D13 chia cho delta t bằng D12 chia delta t cộng D12 D23 chia delta t. Chia cả hai vế delta t thì không đổi các bạn. Delta t dương mà. Cái này tương đương gì? V13 bằng V12 cộng V23. À, đến đây ta có một biểu thức tính đây. Người ta bảo là xác định cái nào đây? Rất đơn giản, tổng hợp vectơ. Đầu tiên là vectơ độ dịch chuyển. Rõ ràng là người đi so với mặt đường là 13, độ dịch chuyển là 13. Tàu đi so với mặt đường là 23 và người đi so với tàu là 12. Vậy các vectơ này 13 bằng 23 cộng 12. Đây. Về độ lớn, đây nhá, hai vectơ này, đây là tổng hợp vectơ này, chia cả hai vế cho nên t thì đã có vectơ vận tốc này. Vận tốc của 13 V13 là vận tốc hành khách đối với đường tàu. Còn V12
là vận tốc của hành khách đối với tàu. Còn V23 là vận tốc của tàu đối với đường tàu. À thế thì ta có công thức này. Vận tốc của người so với đường tàu thì bằng vận tốc của người so với tàu cộng vận tốc của tàu so với đường. Về độ lớn, thì ta có này. Chia cả hai bên đây thì ta có V13 bằng V12 cộng V23. Đấy là ta có công thức xác định được vận tốc chuyển động cùng chiều thì ta xác định như này. Được chưa? Rất dễ đúng không? Ta dựa vào gì? Dựa vào tổng hợp vectơ, dựa vào công thức vận tốc ta vừa biết thì ta tìm được. Có nghĩa là một người có thể chuyển động sau vật A, nhưng vật A chuyển động sau vật B. Hỏi rằng cái người đó chuyển động sau vật B là như nào? Thì ta tổng hợp vectơ vận tốc. Được chưa? Tổng hợp vectơ vận tốc. Dựa vào tổng hợp vectơ độ di chuyển là tìm được. Đây, đây ta có. V12 là vận tốc của hành khách so với tàu. V23 là vận tốc của tàu sang mặt đường. V13 là vận tốc của hành khách so với mặt đường. V13 bằng V12 cộng V23. Vừa công thức vừa tìm ra lại đấy. Do chuyển động đều cùng hướng của đoạn tàu chạy lên cộng hay là lại bằng 11 mét giây. Vậy hướng của vận tốc của người này là 11 mét giây. Rất dễ đúng không? Vậy thầy nhắc lại. Đây là công thức cộng vận tốc. Được chưa? Của một vật hay một người hay một cái xe so sánh với các đại lượng khác nhau thì ta tổng hợp vectơ. Câu hỏi 8. Hãy xác định vận tốc của hành khách đối với mặt đường nếu người này chuyển động về cuối đoàn tàu với vận tốc có độ cùng độ lớn như này. Trường hợp thứ hai. Các em nhìn nhá. Cái bạn nam này lại đi từ chỗ bạn nữ này lại trở về chỗ cũ. Nhìn thấy chưa? Đây thầy cho chuyển động dưới. Đây, nhìn nó hơi hơi nhỏ ấy. Bạn nam đang ban đầu đứng cạnh bạn nữ này, xong lại dịch chuyển. Dịch chuyển đến về về vị trí cũ. Đấy, thầy cho dừng lại nhá. Vậy cái đối tượng khảo sát là hành khách. Hành khách vẫn là một em nhé. Tàu là hai. Và mặt đường. Mặt đường là 3. Thế thì đây là D13 này. 13 các em nhé. D12 này. Và đây là đây là D23. 23. 23. Đây là D12. Được chưa? Vậy đã có này. Về vector thì D13 bằng D12 cộng với D23. Nhưng mà vì D12 cùng phương lại ngược chiều, rõ ràng là dịch chuyển của người nó ngược chiều với của tàu với D23. Vậy về chia cả cái phương trình sao này cho delta t thì ta có là V13 bằng V12 cộng V23. Về độ lớn, nhé, độ lớn thì ta có là D13 bằng trị tuyệt đối D12 trừ D23. Đây rõ ràng này, ta nhìn này, D13 này bằng hiệu hay D23 trừ đi D12. Vậy chia cả hai vế cho delta t thì có V13 bằng V12 trừ V3. Đấy. Trường hợp mà ngược chiều, chuyển động ngược chiều thì tính như này các em nhé. Đây. Hãy xác định vận tốc của hành khách đối với mặt đường nếu người này chuyển động về cuối đoàn tàu. Vậy 9. Nếu hai vận tốc trừ nhau chuyển đổi thì tính được. Đúng chưa? Đây. V13 bằng V12 cộng V3. Hai này là ngược chiều thì V13 bằng hiệu chuyển đổi. Được chưa? Đó, tổng quát. Đây là câu hỏi 8. Câu hỏi 8 nhưng mà câu 2 trong cái bài tập trong sách ấy. Một người bơi trong bể nước yên lặng có thể đạt vận tốc là 1 mét giây
Nếu người này bơi xuôi dòng, có dòng chảy, dòng sông ấy, có dòng chảy vận tốc là 1 m/s, thì vận tốc có thể đạt vận tốc tối đa là bao nhiêu? Các em nhìn nhé. Trường hợp 1 này, người đang bơi này, đây là cái bèo này các em này. Bơi này. Ta nhìn nhá. Quãng đường đi, độ di chuyển là màu xanh. Bèo đứng yên thì đi đến B. Tôi dừng lại. Thầy xét khoảng từ A đến B thôi. Còn trường hợp dưới, cái bèo này bắt đầu chuyển động, cũng như là nước chảy, trường hợp trên là nước đứng yên. Nước đứng yên thì bèo đứng yên. Trường hợp dưới nước chảy thì bèo chảy. Ta nhìn nhá. Đấy, bèo đang chảy đây. À, nước đang chảy, bèo đang chuyển động đây. Thế thì cái người này vẫn bơi như cũ, nhưng vì nước chảy bị kéo theo cái đoạn tím này, đoạn di chuyển của cái dòng nước này. Thế nên kết quả là đây là D này là D13. Đúng là người đối tượng khảo sát lại là 1, nước là 2 và bờ là 3. D13. Thấy chưa? Đây là D23. Nước chảy mà. Đây là D, đây là D. D1 2 này. Đây là D1 2. Vậy ta nhìn đây, ta có này. Đây. V13 bằng V12 cộng V3. Hai cái này cùng phương chiều, vậy là tổng. Đây. Tổng vector. À vậy đến đây các em nhớ nha. Đối tượng khảo sát là 1. Thì hệ quy chiếu chuyển động là 2. Ví dụ nước, người chuyển động so với nước mà. Thế thì gắn cái hệ quy chiếu lên mặt nước thì đấy là hệ quy chiếu chuyển động, thì nước là 2. Còn cái vật là mốc là đứng yên thì đấy là gắn với lại nó là hệ quy chiếu thì đấy là 3. Vậy ta có V13, 1 so với 3 là người so với bờ, bằng 1 2 là người với nước, 2 3 là nước với bờ. Đây là người bờ, đây là người nước, đây là nước bờ. Đấy, 1 3, 1 2, 2 3, đây là công thức cộng vận tốc. Nhưng mà hai vector này cùng phương chiều, vậy nó là tổng. Được chưa? Trường hợp thứ hai, đây là một chiếc thuyền. Bài tập ví dụ 2 này. Một calo chạy trong hồ nước yên lặng có vận tốc tối đa là 18 km/h. Nếu calo chạy ngang một con sông có dòng chảy theo hướng bắc nam với vận tốc lên tới 5 m/s, thì vận tốc tối đa có thể đạt được so với bờ sông là bao nhiêu và theo hướng nào? Ta nhìn nhé. Đây. Nếu như mà nước không chảy thì calo sẽ đi đến đây. Nhưng vì nước chảy nên là calo bị kéo xuống dưới này. Đây. Nếu như nước không chảy thì calo sẽ đi từ A đến B. Nhưng mà vì nước chảy nên calo được kéo đến C. Vậy kết quả là calo đi từ A đến D chứ không phải đến B nữa. Được chưa? Ta xem lại nhá. Ta nhắc lại này. Nếu như dòng sông nước không chảy trong hồ này, mà hồ như nào, thì cái calo này đi từ A đến B. Nhưng mà trường hợp này xét mà con sông thì có dòng nước nó chảy, được chưa? Thế thì nước chảy kéo thuyền cái calo theo, thì cái vận tốc, cái độ dịch chuyển kéo theo ấy, là AC, và tổng hợp hai cái này thì calo nó chuyển động theo hướng AD nhé, AD chứ không phải là AB đâu. Vậy làm thế nào? Đây. Tổng hợp, ta lại tổng hợp vector được em. Vector đây là D13 này, D13, 3 đây này, đối tượng 3 đang đứng yên này là bờ này, đối tượng 1 khảo sát này, đây là 1 này, nước là 2, nước chảy thì nó kéo thuyền trôi theo. Vậy D13, đây là D này là D, D12, đây là D23, đây là tam giác vuông các em ạ. Vậy rõ ràng là D13 bằng D12 cộng D23 về mặt vector, đây là độ di chuyển, chia cả hai vế cho delta t thì đã có là D13 chia delta t bằng D12
chia delta t cộng với d 23 chia delta t. Thế thì cái này chính là v 13 bằng v 12 cộng v 23. Hai vectơ này cùng phương à, vuông phương cùng góc nhau thì tính ra như này. Đây là cạnh huyền của tam giác vuông có hai cạnh là hai cái vectơ thành phần. Được chưa? Đây là trường hợp vuông phương các em nhé. Thì tính công thức này. Thì khi làm bài tập thì thầy sẽ giảng kỹ nữa. Được chưa? Tóm lại là chúng ta đang ở cái phần là một vật tham gia nhiều chuyển động thì vận tốc của vật được tính như nào? Trường hợp thứ nhất là hai chuyển động cùng phương thì cộng. Trường hợp thứ hai là hai chuyển động ngược chiều cùng phương ngược chiều thì trừ. Trường hợp thứ ba đang xét đây là vuông góc thì là bình phương, căn bình phương. Được chưa? Vận tốc của calo so với mặt nước là 1,2. Vận tốc của nước chảy theo sông là 2,3. Vận tốc của calo so với bờ là 1,3. 1,2 cộng V3. Vậy ta sẽ ra. Được chưa? Câu hỏi 9. Một máy bay đang bay theo hướng bắc với vận tốc là 200 m/s thì bị gió từ hướng tây thổi vào với vận tốc là 20 m/s. Xác định vận tốc tổng hợp của máy bay lúc này. Để máy bay đang bay em. Nếu như bình thường không có gió ấy, thì nó bay theo cái đường màu xanh này. Độ dịch chuyển màu xanh này. Nhưng mà gió thổi thì có mây bay. Mây này nó dịch chuyển theo đường dịch chuyển màu tím này. Vậy kết hợp máy bay so với lại mây, mây lại dịch chuyển thì kết hợp dịch chuyển của cái máy bay lại là màu đỏ các em ạ. Đây, thì ta có như làm sau. Vận tốc tổng hợp của máy bay là V13. Vậy lúc này máy bay mà đối tượng khảo sát vậy nó phải là 1. Mây chuyển động hay là không khí chuyển động thì gọi là 2. Gió đấy, chính là gió đấy. Là 2. Và mặt đất là 3. Là 3. Đây là máy bay so với lại đất. 1,2 là máy bay so với lại gió. Đây là gió so với đất. Chưa? Thì tổng hợp vectơ thôi. Nhưng mà hai cái vectơ này vuông phương hay là vuông góc với nhau thì đã có vuông góc rồi. Vậy bị cạnh huyền thế bằng tổng bình phương cạnh vuông căn lên. Vậy nó ra đây. À đến đây nếu như hai cái vận tốc thành phần nó vuông góc thì ta tính cho phải là nhá. Được chưa? Đây, hai vận tốc 1,2, 2,3 vuông góc thì V13 tính như này. Và hướng là góc nào bạn? Hướng này, alpha. Hướng đây là hướng đông bắc em ạ, đúng không? Hướng đông bắc, một góc 30 độ. Lệch từ hướng đông bắc một góc 30 độ. Lấy cái này chia cho tang đối trên kề V12 chia V đối trên kề 12 chia V23. Thế vừa rồi thầy giảng xong cái bài 5. Bây giờ các em ghi các nội dung chính của bài vào trong vở. Và khi ghi thì thầy sẽ giảng lại nhanh, nói lại nhanh thôi. Các em ghi. Còn nếu mà ghi không kịp thì dừng video lại để mà chép vào vở nhé. Bài 5 là tốc độ và vận tốc. Một là tốc độ. Một lớn là tốc độ. Một là tốc độ trung bình. Tốc độ trung bình là gì? Người ta dùng hai cách sau đây để xác định độ nhanh chậm của chuyển động là so sánh quãng đường đi được trong cùng thời gian. So sánh thời gian để đi cùng một quãng đường. Hai cách, hai bạn bắt đầu. Và khi đó, tốc độ trung bình thì thường đã dùng theo cách 1 em ạ. Bằng quãng đường đi được trong thời gian, trong một khoảng thời gian xác định. Cứ quãng đường càng lớn thì tốc độ trung bình càng lớn và ngược lại. Người ta tính theo cách 1. Cách 2 được nhưng mà cách 1 hay dùng hơn. Biểu thức tính V bằng S trên T. S là quãng đường đi trong khoảng thời gian T. V này gọi là tốc độ trung bình. Tốc độ trung bình thì luôn dương. Luôn dương thì quãng đường luôn dương, thời gian dương. Tốc độ trung bình cho biết sự nhanh chậm của chuyển động. Nhưng mà không biết hướng em ạ. Chỉ biết được độ nhanh chậm thôi, không biết hướng. Lưu ý là nếu mà xét trong khoảng thời gian delta T, T2 thì T1 thì
tốc độ trung bình tính bằng DNS trên NT. Tốc độ tức thời. Tốc độ tức thời là gì? À, tốc độ tức thời là tốc độ tại một thời điểm. Cách tính. Cách tính thì cũng thế thôi. Delta S trên Delta T. Với Delta T là rất nhỏ thì tốc độ trung bình trở thành tốc độ tức thời. Tức thời nghĩa là tại một thời điểm. Trên cái đồng hồ, trên cái xe chúng ta có cái tốc kế để chỉ cái tốc độ tức thời. Thế thì cái tốc độ trung bình nó chưa nói được nên cái hướng, mà khi cần xét hướng thì ta lại phải sang một đoạn mới, đó là vận tốc trung bình. Và đôi khi cái này lại quan trọng hơn. Đây, biết tốc độ và thời gian chuyển động nhưng chưa biết hướng chuyển động thì chưa thể xác định được vị trí của vật. Để cần xác định vị trí của vật thì ta phải biết hướng nữa. Vậy kết hợp với lại độ nhanh chậm và hướng thì đấy chính là vận tốc trung bình. Vận tốc trung bình nhé. Vận tốc trung bình. Trong vật lý, người ta dùng thương số của độ dịch chuyển và thời gian dịch chuyển để xác định độ nhanh chậm của chuyển động theo một hướng xác định. Đại lượng này được gọi là vận tốc trung bình, kiểu là V trung bình. Đó là đại lượng vector. Vector vận tốc trung bình bằng vector độ dịch chuyển chia thời gian thực hiện độ dịch chuyển này. Có thể viết V bằng delta D trên delta T. Delta T là thời gian dịch chuyển, delta D là độ dịch chuyển. Vận tốc trung bình là đại lượng vector có gốc nằm trên vật chuyển động, có hướng là hướng chuyển động của hướng là độ dịch chuyển và độ dài tỷ lệ vận tốc. Vận tốc tức thời. Vận tốc tức thời là vận tốc tại một thời điểm. Thì chính là vận tốc trung bình, nhưng mà xét trong khoảng thời gian rất nhỏ thôi. Rất nhỏ. Nhỏ đến mức mà cái khoảng thời gian nó coi như một điểm. Một điểm. Một thời điểm. Thì đấy là vận tốc tức thời. Bây giờ tổng hợp vận tốc. Và đến đây ta biết được là vận tốc này. Vector vận tốc bằng vector độ dịch chuyển chia T. Nhưng mà một vật tham gia cùng một lúc mấy chuyển động. Thế thì vận tốc của cái đối tượng đấy được tính như nào thì ta mới có công thức tổng hợp vận tốc. Đây. Trường hợp thứ nhất là hai cái chuyển động thành phần là cùng phương. Cùng phương cùng chiều thì vector vận tốc tổng hợp sẽ bằng tổng hai vector vận tốc thành phần. Nhưng mà trường hợp này cùng phương chiều thì nó bằng tổng. Còn trường hợp mà cùng phương ngược chiều thì bằng hiệu. Thế còn trường hợp nó là vuông phương thì là bình phương hay là cũng vuông. Được chưa? À, để nhắc lại nhá. Cái vector vận tốc này này bằng độ dịch chuyển chia T. Chia T. Nhưng mà cùng một lúc một đối tượng có thể tham gia nhiều chuyển động. Thế vậy xét chuyển động tổng hợp của đối tượng đấy thì ta mới có tổng hợp vận tốc. Có 3 trường hợp xảy ra: cùng phương cùng chiều, cùng phương ngược chiều và vuông phương. Thì ta tính công thức vừa đưa ra rồi. Thế vừa rồi là thầy tóm tắt lại cái nội dung chính mà các em hiểu vợ. Như để cho dễ nhớ thì thầy đưa ra cái sơ đồ tư duy của bài này như sau. Em xem nhé. Tóm lại bài này phải nhớ cho thầy, sau khi nghe giảng xong phải nhớ cho thầy này. Bài 5: tốc độ và vận tốc. Nội dung thứ nhất là tốc độ trung bình. Tốc độ trung bình trên một đoạn đường xác định hoặc trong một khoảng thời gian xác định được tính như này. Có hai cách tính: xét trong một khoảng thời gian hay xét trong một quãng đường xác định. Tuy nhiên người ta thường xét theo khoảng thời gian xác định. V bằng S trên T hoặc bằng delta S trên delta T thì đây gọi là tốc độ trung bình. Tốc độ trung bình cho biết được chuyển động nhanh chậm của vật nhưng chưa biết hướng, đúng không? Như để biết hướng thì ta phải xây dựng cái đại lượng mới, đó là vận tốc trung bình. Vận tốc trung bình trên một độ dịch chuyển xác định hoặc trong một khoảng thời gian xác định được xác định như sau. Đó là đại lượng vector. Vậy vector vận tốc trung bình bằng vector độ dịch chuyển chia cho thời gian thực hiện cái độ dịch chuyển này. Vậy vector vận tốc trung bình bằng vector độ rời độ dịch chuyển chia cho T. Đây là nội dung thứ hai. Nội dung thứ ba là vận tốc tức thời. Vận tốc tức thời là chính là vận tốc trung bình, nhưng mà là xét khoảng thời gian rất nhỏ. Nhỏ đến mức mà cái vận tốc này nó không đổi tại mỗi thời điểm. Còn
rất nhỏ thì cái vận tốc trung bình trở thành vận tốc tức thời tại cái thời điểm xét. Đấy là nội dung thứ ba. Nội dung cuối cùng là công thức cộng vận tốc. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là một đối tượng tham gia nhiều chuyển động. Thế thì chuyển động của cái đối tượng đấy bằng tổng hợp các chuyển động thành phần. Nhưng mà lưu ý, cái đối tượng khảo sát thì phải chọn là một. Còn cái hệ quy chiếu đứng yên ấy, cái vật tầm mốc ấy, đứng yên ấy, thì gọi là 3. Còn cái vật chuyển động hay là hệ quy chiếu chuyển động thì là 2. Vậy đã có V13 và V12 và V23. Cái quy ước cái đánh số thứ tự này các em phải nhớ nhé, đừng có nhầm. Cái trường hợp thứ nhất là hai cái chuyển động thành phần nó cùng phương cùng chiều thì chuyển động tổng hợp bằng tổng. Còn nếu như hai chuyển động thành phần mà cùng phương ngược chiều thì bằng hiệu, độ lớn bằng hiệu. Thế còn nếu hai chuyển động thành phần cùng góc với nhau thì nó bằng cái này, bằng tổng bình phương hay cạnh vuông. Thế thì vừa rồi thầy đã giảng xong cái bài 5 tốc độ và vận tốc. Sau khi học xong cái bài này thì lúc nào các em phải nhớ bốn nội dung này, được chưa? Rất dễ nhớ, được chưa? Cái bài giảng của thầy đến đây dừng lại. Xin chào các em.